Dũng xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc tông đơ điện của Mỹ. Rất là tốt. Tông đơ này không phải để các bạn kê lược vào, các bạn đẩy tông đơ lên, mà nó dùng để đi khung, phá ngấn và cạo trọc. Nó có luôn cái cử phay 1.5 và 4.5. Thì cái tông đơ này mua về không kê lược vô cắt thì nó cắt bằng kiểu nào các bạn? Đấy là câu hỏi được đặt ra. Thì như lúc nãy Dũng đã nói thì công dụng của nó chính là đi khung, phá ngấn và cạo trọc. Thì đầu tiên là nói về đi khung, thì cái cây này là cái cây đi khung cái tầng mà sát nhất các bạn. Nó là cây đi nhanh nhất, đi nét nhất, nhanh nhất. Các anh chị vẫn có thể lấy cái tông đơ bấm viền mà loại mỏng nhất, tốt nhất, có thể đi khung được cái phần mà tầng sát nhất, nhưng cái lưỡi của nó sẽ rất là nhanh mòn, tại vì nó không thiết kế cho cái việc này. Và cái thứ hai, cái máy này cái lưỡi dưới cực kỳ mỏng, nó ngang ngửa với cái tông đơ bấm viền, hoặc là có thể là sát mỏng hơn. Nhưng cái lưỡi trên là cái lưỡi cắt tóc các bạn. Tông đơ này nó lai các bạn. Cái lưỡi dưới là của tông đơ bấm viền, nhưng mà bản to nha, cắt rất là nhanh. Mà cái lưỡi trên lại là cái lưỡi của tông đơ phá tóc, tông đơ cắt tóc. Đấy, cho nên đẩy sát được, cắt tóc mạnh, cắt bén được luôn. Còn cái tông đơ bấm viền thì không làm được điều này các bạn. Làm được nhưng mà thời gian cái tông đơ bấm viền cái lưỡi hư luôn. Và nó cũng không mạnh bằng cái này, không cắt nhanh bằng cái này. Cái lưỡi bề ngang của tông đơ này nó cạo rất là nhanh. Lưỡi bấm viền nhỏ xíu à. Đấy, khi các bạn mua sản phẩm này sẽ được tặng một cái lưỡi kép trên của hãng Skinfay. Đây, Dũng lắp vào cho các bạn xem thử. Mình có thể lắp vào tông đơ này dự phòng sau này mình gắn, hoặc là mình có thể lắp vào cái tông đơ khác của cái shop mình. Đấy là shop cái tóc tặng riêng. Đấy, rất nhiều người nhìn cái lưỡi sau này nhìn nó chán các bạn, nhìn nó không có sâu, nhưng mà nó cạo rất là tốt nha. Rất là nhiều người nhìn sai về cái cây này, nhìn cái lưỡi nó chỉ có chút xíu vậy thôi. Đấy, cái răng của nó, nhưng mà nó cắt rất là mịn và cạo rất là sát. Đây, cái lưỡi dưới này là Dũng lấy của một cái tông đơ khác, Dũng so sánh. Nhiều người nhìn vào thì thấy nó chắc chắn là không bén, nhưng mà thật sự các bạn cạo sát rất là tốt. Cái lưỡi này cũng giống như cái lược vậy các bạn. Các bạn cắt bằng cái đầu lược nhuyễn này thì tóc nó sẽ mịn, nó sẽ đều, giảm cái tình trạng là lợm chởm. Cái thứ hai là khi các bạn cắt cái đầu thưa thì tóc nó sẽ không đều bằng cái đầu nhuyễn. Trên cái lưỡi tông đơ cũng vậy. Dũng lấy ví dụ so sánh cho các bạn xem thử. Nó dùng để cạo trọc hoặc là phá ngấn hoặc là đi khung thôi, cho nên nó không có giống thiết kế của những cái lưỡi thông thường. Nó khoảng 2-3 miếng lưỡi lam gộp lại thôi các bạn. Và cái phiên bản lưỡi của cái máy này là lưỡi 6 số 0 nha các bạn, là cái lưỡi sát nhất của cái dòng quan 6 số 0 rồi. Và cái công dụng cuối cùng của nó là cạo trọc nha các bạn. Nó là cái tông đơ quan cạo trọc nhanh nhất. Động cơ khá là mạnh, động cơ V5000. Nói về cạo trọc thì nó chỉ thua máy cạo thôi các bạn. Nó chỉ thua máy cạo và dao cạo tí xíu thôi. Giống như cái máy cạo, các bạn có thể cạo sát bóng loáng như một tờ giấy, nhưng trong vòng khoảng 5-10 phút mới cạo xong với cái máy cạo. Còn cái này là cái tông đơ các bạn ủi cái là nó đi. Đó, thì nó chỉ thua cái máy cạo thôi, nhưng mà nó ủi 1 phút là xong một cái đầu, chưa tới 1 phút nữa. Đấy, về cái độ sát thì dao cạo với lại máy cạo râu chuyên nghiệp thì cạo bóng loáng như một tờ giấy. Còn cái tông đơ này cạo giống như nó còn là một hạt muối á các bạn. Một hạt muối cực kỳ nhuyễn. Nhưng nó tiết kiệm được cái thời gian cho các bạn rất là nhiều với ba cái công dụng đó. Đấy, nếu mà các bạn có điều kiện các bạn nên mua từng chức năng riêng hết thì có lợi cho mình. Tại vì cái đồ nghề từng chức năng của nó khi các bạn xài đúng thì nó sẽ rất là bền. Đó, giống như nãy Dũng nói, cái tông đơ bấm viền mình đem đi mình cạo, mình bấm khung, bấm tóc dày thì cái lưỡi nó nhanh hư, động cơ nó nhanh hư.
đấy, mình có điều kiện mình đầu tư vô thì được lợi cho mình, cắt nhanh hơn, mình cắt được nhiều khách hơn đấy, và đầu nghề nó bền hơn. Rồi, thiết kế của cái lưỡi này vẫn là thiết kế đặc trưng của Mỹ, lưỡi lệch 64 giúp cho mình khởi động máy nó êm hơn, nó giảm cái tình trạng mà kêu 3 tiếng rẹt 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 khi khởi động máy. Và đặc biệt cái tông đơ này nó không có cần gạt nha các bạn, cái cần gạt bên trái nó không có, nó luôn luôn nằm ở cái mức sát nhất. Cái con ốc bên đây là các bạn có thể vặn chỉnh, ví dụ các bạn xài khoảng 1 năm thì cái vòng tua của nó đấy, nó càng đẩy lên quá cao thì các bạn có thể xả bớt tí xíu thì nó sẽ không kêu. Rồi, cuối video rồi, Dũng sẽ nói sơ về những cái lý do mà các bạn phải mua cái tông đơ này. Khi các anh chị mua sản phẩm này bên shop thầnkinhtóc.vn thì sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn, bất kể mình ở đâu sẽ được miễn phí giao hàng hết, và mình tiết kiệm được khoảng 40.000 đồng. Và quà tặng là một chiếc lưỡi kép trên của hãng Skinface, rất là tốt. Mình có thể lắp vào tông đơ này sau này hoặc là một chiếc tông đơ khác ở trong tiệm của mình. Thứ ba là sản phẩm được bảo hành trong thời gian là 1 năm, động cơ V5000 chính hãng của Mỹ, khá là mạnh mẽ. Lưỡi đơn, cái sức phá tốc của nó rất là mạnh. Lưỡi dưới thì rất là mỏng, máy chạy êm. Nguồn điện là 220V, ghim trực tiếp vào luôn, không lo cháy máy. Các anh chị nào muốn đặt hàng thì cứ bình luận dưới video này giúp Dũng ha. Hoặc là có bất kỳ các câu hỏi nào về sản phẩm thì cứ bình luận, hoặc là để lại số điện thoại thì bên Dũng sẽ tư vấn lại cho các bạn hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.